Để quan sát quá ông. Con thấy cà cua bự không? Hôm nay là ngày 30 Tết. Mình làm món cua xào bún tàu để ăn tối với gia đình. Tối nay là cũng được thừa rồi. Con này. Thôi con này nó mạnh không? Mình mua ba tô cua này á là ngày hôm qua. Mình để mình lấy cái giấy báo mình xịt chút xíu nước vô mình đậy nắp thùng lại. Vậy mà nó cũng còn sống nè, nó rất là mạnh. Này mình mua ba con này là cua đực không à? Con này nó già nè. Con già nè. Cua mà mình mua mình lựa nó cứng như vậy nè, mà nó đây nó đậm đậm đó, vậy là nó già, nó chắc con cua. Chỉ có con này là mình mua thì nó không có được ngon thôi. Còn hai con này là ngon nè. Thấy người ta vô người ta lựa nhiều quá trời. Hôm qua mình đi chợ Tết, chợ đông quá trời. Mà mua cua này hồi nãy mày đập cái thịt đó, thấy nó rất là chắc luôn á nha. Nó cái thịt đó khi mà mình biết cua chắc không chắc á, mình đập cái càng nó đó và cái thịt nó tưng 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 á, nó không có bị bọng á, là mình biết con cua nó chắc. Ba con đều chắc hết. Thank you.
rồi chi đi. Nó mặn quá, mà cho chút xíu nước vô nó hơi mặn, mày cho chút xíu đường nữa, tại cái sốt này nãy mày làm nó hơi mặn quá. Cái phân nửa mà để lên mặt cuốn tàu. Cái này để cái dĩa nó ăn không với cơm á. Thank you.
với rau muống xào á. Vô không có là hết tiền đi gì. Vô quá. Đây, mình lấy chai nước suối rồi chặn lại nè. Lấy mấy cái này giữ nó lại như là đó. Thôi lấy cái trái rồi nè. Ê, giữ lại. Rồi, cắn đi. Sợ có bình bông nó lặt quá. Không biết trước quay thì vì đem đi chai á, có đốt nhang nhỏ không? Có đem nhang nhỏ mình tự ba cây nhang nó nhỏ quá hả? Mẹ bá mua ở đâu vậy? Mẹ hả? Dạ. Sách tàu quá. Nhang nhang nhỏ thì người đốt ở chỗ mỗi cây. Ngưỡng cây phải không? Ngưỡng cây đốt ở trong nhà với bà đây. Kìa bá. À con nữa. Ba năm mười lăm cây. Đó nghe tiếng đốt pháo không? Dạ. Yeah. Sắp mưa. Hả? Sắp mưa. Mưa? Thời tiết nó mưa không? Không. Sao thấy có giọt mưa? Mặc áo vô. Cho mình mặc áo vô ca bệnh. Cái này đốt lâu quá. Đã anh đốt. ba cây lại đây, lại trong bầu em có dạy lại con có mình muốn cầu cái gì á mình nói. Ê, vậy đây, vậy đây. Nhiều cái à? Ờ, một cái thôi, dọn kim nó trong nhà, lấy cái ghế á. Rồi, rồi. Mình sợ gió nó thổi cho mình bông này hay là? Ừ. Mẹ có blue tack mà dán ở cái đáy. Get a chair. Get a chair. Hả? Mấy cái ghế nha, mấy cái ghế nha. Nè, nè. Im lên nó mới thấy lỗ. Ở đây nó có cái lỗ nè. Có lại chưa? Có lại bà Quang chưa? Rồi. Để xem nhé. Rồi. Nó có cái lỗ nhỏ. Ừ. Rồi. Giờ tò mò cô đi.